Ja, chúng ta cảm tạ Chúa giờ này chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Danke Gott, wir werden noch mal zum Gebet kommen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì giờ này chúng con lại được tiếp tục thờ phượng Chúa trong sự chúng con học hỏi lời hằng sống của Ngài. Wir danken dir, dass wir jetzt zu der Zeit im Gottesdienst kommen, wo wir dein Wort hören dürfen. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài có ban phước cho chúng con từ giờ đầu đến thì giờ này. Wir danken dir, dass du uns von Anfang bis jetzt gesegnet hast. Chúng con xin dùng huyết báu Chúa Giêsu bao phủ chúng con. Möge dein Blut uns umhüllen. Con xin Chúa Thánh Linh Ngài chiếm trọn căn phòng nhóm này mỗi từng chúng con người nói người nghe. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, nimm du diesen Raum hier ein, jeden Einzelnen, die Sprecher und auch die Zuhörer. Xin Chúa ban sức mới cho mỗi từng chúng con, để chúng con có đủ sức, đủ năng lực, đủ tấm lòng để chúng con lắng nghe được lời hằng sống của Ngài. Und schenke uns Kraft, damit wir das lebendige Wort heute hören dürfen. Cha cũng ban phước cho các anh chị em chúng con, các cháu cũng thờ phượng qua mạng online, cũng được ơn, cũng được phước từ nơi Chúa. Segne du die Geschwister, die online am Gottesdienst teilnehmen, dass auch sie gesegnet sind von dir. Chúng con kính dâng thì giờ này trong sự tế trị ban ơn từ nơi Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện. Geben diese Zeit jetzt in seine Hand und wir beten zusammen. In Jesu Namen. Amen. Ja, cảm tạ Chúa. Kính mời hội thánh của Chúa chúng ta đồng ngồi. Dürft gerne Platz nehmen. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì một cái chủ đề nên thánh trong mỗi cách ăn ở của mình. Und ich danke Gott, dass für unser Jahresthema, dass wir geheiligt sind in allen unseren Lebensweisen. Ja, chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì chúng ta cũng được nghe rất là nhiều về những cái đề mục nhỏ mà xoay quanh cái chủ đề nên thánh trong năm nay. Und wir danken Gott, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder von dem Thema Heiligkeit hören durften. Chúng ta thấy có được khá hơn chút nào chưa ông bà anh chị em? Und habt ihr schon das Gefühl, dass es besser geworden ist? Chắc chắn là chúng ta được khá hơn nhiều rồi phải không? Ganz sicher sind wir darin gewachsen. Nhưng chúng ta không hài lòng về những điều chúng ta đã đạt, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục cậy ơn Chúa để chúng ta thêm nữa phải không bạn chị em? Aber wir wollen hier nicht aufhören, sondern wir wollen noch weiter wachsen, noch mehr darin werden. Amen. Amen. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì cái đề tài ngày hôm nay đó là nên thánh bởi đời sống cầu nguyện. Und das Thema heute soll heißen heilig werden durch ein Leben im Gebet. Thật sự mà nói rằng con cái của Chúa một đời sống cầu nguyện hay là sự cầu nguyện là cái điều gì không phải xa lạ cho chúng ta phải không bạn chị em? Für uns Christen ist das Gebet etwas, was nicht weit entfernt ist, was nicht fehlen darf. Ai trong chúng ta một ngày chúng ta cầu nguyện một lần nào? Wer betet am Tag vielleicht einmal? Một ngày cầu nguyện hai lần. Oder zweimal? Hoặc là một ngày cầu nguyện nhiều lần. Oder noch mehr? Nhiều lần, bạn chị em. Có nghĩa là hơn hai lần. Wer betet mehr als zweimal? Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa để cho chúng ta có một cái thật sự thật là căn bản và giống như trong đức tin căn bản chúng ta cũng đã từng học. Und das soll eine Grundlage für unser Leben sein, Fundament für unser Leben sein. Thế nào là sự cầu nguyện? Müssen wir wissen, was ist Gebet? Chúng ta định nghĩa như thế nào về sự cầu nguyện? Wie definieren wir Gebet? Cầu nguyện là sao, bạn chị em? Was bedeutet Gebet? Tôi cần sự đóng góp của ông bà anh chị em. Ich brauche eure Antworten. Các thanh niên nữa. Bitte Heinz. Nói chuyện với Chúa. Dạ, chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Chúa. Gebet bedeutet mit Gott zu sprechen. Còn ai có ý kiến nào nữa không? Hat jemand noch eine andere Antwort? Maria? Mit Gott unterwegs zu sein und ständig in der, im Gespräch mit Gott zu sein. Rồi lúc nãy Maria Phạm cũng định nói phải không? Maria nói lớn lên nào. Công vinh Chúa. Lobpreis machen. Ja, cảm ơn Chúa. Thì nếu mà chúng ta hỏi thì chắc chắn mỗi một người đều có những cái ý tưởng rất là rộng và khác nhau về sự cầu nguyện. Und ich denke, wenn wir diese Frage stellen, hat jeder ein anderes Verständnis, eine andere Antwort auf diese Frage. Người mà không tin Chúa có cầu nguyện được không, bà anh chị em? Jemand, der ungläubig ist, kann der auch beten? Không thể, cái người đó có thể cầu nguyện đối với
họ làm cái gì đó đến gỗ, đến đá, đến thần tượng nhưng mà không thể đến như Đức Chúa Trời được. Vielleicht beten sie etwas anderes an, aber sie können nicht zu Gott beten. Có nghĩa là cầu nguyện đối với con cái của Chúa là một cái mối thông công, một sự liên lạc trọn lành với Đức Chúa Trời. Beten ist eine Gemeinschaft mit Gott zu haben, eine Beziehung zu unserem Gott zu haben. Mà qua sự cầu nguyện, người ta có thể rờ đụng được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, phải không bạn em? Im Gebet können wir Gottes Anwesenheit spüren. Trong sự cầu nguyện, mình sẽ cảm nhận rằng Chúa có lắng nghe lời cầu nguyện của mình và Chúa trả lời với mình. Im Gebet sprechen wir zu Gott, er hört unsere Gebete und er antwortet uns. Mặc dù chúng ta, trong cái mắt thường chúng ta không thấy Chúa. Vielleicht sehen wir ihn nicht mit unserem fleischlichen Auge. Mà chúng ta rờ đụng được sự hiện diện, sự lắng nghe và sự trả lời của Chúa. Aber dennoch spüren wir seine Gegenwart, seine Anwesenheit und hören seine Antworten. Amen, bạn chị em. Sagen wir Amen. Bằng không, rất là khó để chúng ta bền đổ được sự cầu nguyện. Ansonsten ist es sehr schwer, beständig zu sein im Gebet. Chúng ta, tôi thí dụ một thí dụ này, có thể ông bà chị em chúng ta xem thử coi nó có hợp lý không nha. Und ich habe ein Beispiel und ihr könnt prüfen, ob das für euch passt. Thí dụ giờ, một người đó có một đứa con sống rất là ở xa nhà của mình. Es gibt jetzt jemand, der hat ein Kind und dieses Kind wohnt weit entfernt von dem Elternteil. Mà đứa con đó chỉ liên lạc về nhà có thể ngày hôm nay bằng mạng điện thoại hoặc là mạng Internet, chúng ta là chat, là ghi giống như nhắn tin. Und vielleicht kontaktiert das Kind dem Elternteil nur online, per Chat oder per Nachricht. Đứa con đó điện thoại hoặc nhắn tin về nhà. Oder vielleicht ruft es mal nach Hause an. Thì ngày hôm nay á, thì chúng ta biết rằng người ta thường có nhắn tin rất là nhiều ở trong nhiều cái mạng khác nhau. Und wir wissen, heutzutage haben wir sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben. Nhưng mà tôi thường hay dùng cái mạng WhatsApp. Und ich benutze auch gerne WhatsApp dafür. Và thấy đặc biệt có những bạn trẻ đó, thường á, chúng ta có kinh nghiệm á, nếu mà mình nhắn tin cho người khác mà người khác đọc rồi đó thì nó hiện lên cái mốc màu xanh, phải không? Und vielleicht kennt ihr das, wenn man per WhatsApp eine Nachricht schreibt und die andere Person es gelesen hat, werden die Haken blau. Nhưng có nhiều bạn trẻ rất là khôn, cho nên dùng một cái cách là đọc rồi nhưng mà không hiện lên xanh, mà cái người gửi tin nó không biết có đọc hay chưa. Aber es gibt junge Menschen, die sind sehr schlau, die machen diese Option aus, sodass die Haken, auch wenn die Nachricht gelesen worden ist, nicht blau wird. Tôi không biết tại sao mà lại có nhiều người có cái ý nghĩ thật là ngộ nghĩnh như vậy. Und ich weiß nicht, warum man das vielleicht macht. Cho nên nhiều khi mình nhắn tin, có những tin tức quan trọng mà thấy cái mốc nó chưa có xanh, thì mình không biết rằng cái người đó có đọc hay chưa. Und oftmals ist es so, wenn wir eine Nachricht schreiben und wir sehen die als wichtig an und bei der anderen Person oder der Haken wird nicht blau, dann wissen wir nicht einfach nicht, ob die andere Person es gelesen hat oder nicht. Thì chúng ta biết rằng cái đứa con nhắn tin hoặc là điện thoại về nhà. Und so, wenn das Kind jetzt nach zu Hause anruft oder die Eltern kontaktiert online, thì không thấy cái mốc xanh nó hiện lên. Und dann sehen sie vielleicht den blauen Haken nicht. Điện thoại thì thấy có lẽ cũng có thông thương nhưng mà đằng đầu dây kia cũng không nghe một người có một cái tiếng động nào hoặc cái sự trả lời nào cả. Und es rührt sich einfach nichts, es kommt einfach keine Antwort. Thì cái đứa con nó bắt đầu nó mới ghi chép hoặc là nói rằng là con ở đây, con đi học, con đi làm, có những cái vui buồn nào đó. Und vielleicht schreibt das Kind dann, ja, ich bin hier in der Ferne am Studieren oder und ich habe hier eine Freude und da eine Trauer. Và cuối cùng thì đứa con nó nói rằng bây giờ con có những nhu cầu như thế này. Und dann sagt das Kind vielleicht, ich habe eine folgende Bitte. Con cần một ít tiền. Ich brauche ein bisschen Geld. Con cần một ít đồ đạc. Ich brauche ein paar Sachen. Và đầu dây đằng kia thì không biết có đọc hay không mà cũng không nghe nói mà cũng không trả lời. Und das Kind sieht aber jetzt nicht, ob die andere Person das jetzt schon gelesen hat oder ob sie es davon weiß oder warum sie nicht einfach nicht antwortet. Ngày sau đứa con nó cũng làm giống như vậy nữa. Und am nächsten Tag macht das Kind genau das gleiche nochmal. Đằng đầu dây kia cũng không thấy đọc tin, cũng không biết có trả lời, không có nghe tin tức gì cả. Und es rührt sich wieder nichts, es kommt keine Antwort, keine Reaktion. Nhiều lần cái đứa con nó cứ làm như vậy hoài. Und viele verschiedene Tage macht das Kind es immer weiter. Không nhận được một tín hiệu gì của từ cha từ mẹ của mình cả. Und es kommt keine Antwort, keine Reaktion von den Eltern. Thì chúng ta thử hỏi coi đứa con nó sẽ bền đổ dài
điện thoại hoặc nhắn tin được bao lâu. Und lass uns mal die Frage stellen, wie lange kann das Kind dann noch beständig bleiben und wird weiterhin eine solche Nachricht schicken? Sự cầu nguyện của con cái của Chúa, nếu mà chúng ta không có nghe một điều gì từ nơi Đức Chúa Trời, không nhận, không biết gì hết trơn, thì chúng ta có thể bền đổ được không, bạn chị em? Und wenn wir das auf das Gebet übertragen, wenn wir immer und immer wieder beten und wir keine Reaktion, keine Antwort von unserem Gott hören, wie lange bleiben wir darin beständig? Chúng ta bền đổ được bởi vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện có một đấng luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Aber wo wir uns sicher sein können, wir können beständig bleiben, weil wir wissen, dass derjenige uns immer zuhören wird. Lời chưa ra khỏi miệng là Chúa đã nghe rồi. Auch wenn wir das noch nicht mal ausgesprochen haben, weiß er das schon, weiß Gott das schon. Chúa nhậm lời. Und er erhört unsere Gebete. Chúa làm thành những lời ước ao và cầu xin của con cái Ngài. Und er macht es wahr, unsere Bitten. Ngày này qua ngày kia. Von einem Tag zum anderen. Tháng này qua tháng kia. Von einem Monat zum anderen Monat. Năm này qua năm kia. Vom Jahr zum nächsten Jahr. Cho nên chúng ta không thấy gì làm lạ. Càng cầu nguyện thì Chúa lại càng nhậm lời và công việc Chúa được càng bày tỏ ra, phải không bạn chị em? Und deswegen wundern wir uns nicht, wenn wir beten, und je mehr wir beten, desto mehr hört er unsere Gebete. Mà ngược lại, chúng ta thấy một đời sống con cái Chúa, một đời sống không có sự cầu nguyện, không có một mối tương giao, một cái mối thông công với Đức Chúa Trời đó. Und umgekehrt, wenn wir aber nicht beten, wir keine Gemeinschaft mit unserem Gott haben, dann kann es sein, dass es sehr trocken wird, sehr dürre wird. Mất phương hướng. Dass man die Richtung verliert. Không biết rằng cuộc đời mình sẽ đi về đâu và cái sự mà cuộc sống của mình như vậy có đúng hay không? Dass wir nicht wissen, wo unser Leben hinverläuft und ob das richtig ist, was wir machen. Và luôn có xu hướng là mình thích làm theo ý riêng của mình. Und dann tendieren wir eher dazu, das zu tun, was nach unserem Willen entspricht. Một đời sống cầu nguyện có một đời sống luôn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Ein Gebetsleben ist ein Leben in enger Beziehung mit Gott. Một sự kết nối từ con người với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời với con người. Eine Verbindung von Mensch zu Gott und von Gott zu Mensch. Từ một cái con người nối với một nguồn của phước hạnh, nguồn của sự sống. Von einem Menschen zu der Segensquelle oder der Lebensquelle. Và sự sống, cái nguồn đó cứ luôn tuôn chảy đến con người và đến Đức Chúa Trời và đến con người. Und dieses Leben fließt von der Lebensquelle zu uns Menschen zurück. Amen, bạn chị em. Sagen wir Amen dazu. Sự cầu nguyện hết sức là quan trọng cho đời sống của cơ đốc nhân, con cái của Chúa. Und deswegen ist ein Gebetsleben etwas sehr Wichtiges für einen Christen. Chúng ta cảm ơn Chúa từ lúc mà Chúa Giêsu Ngài thăng thiên. Und wir danken Gott, denn als Jesus in den Himmel gefahren ist, thì các môn đồ, các người đàn bà, những người mà thấy được sự thăng thiên của Chúa, biết được những lời phán hứa của Chúa, thì họ làm gì ông bà cho em? Und als die Frauen es dann gesehen haben, was haben sie getan? Họ bước vào trong sự cầu nguyện, phải không? Sie haben gebetet. Đầu tiên, sự cầu nguyện ở trong phòng cao. Sie haben zunächst gebetet. Để chờ đợi điều cha hứa, đó là sự giá lâm của Đức Thánh Linh. Darauf zu warten, dass der Heilige Geist gesandt wird. Và khi Đức Thánh Linh giáng lâm, thì hội thánh đầu tiên được Chúa ban phước, ban quyền phép và ban đặc biệt về tinh lành của Chúa được rao giảng ra. Und als der Heilige Geist gekommen ist, da hat sich das Evangelium verbreitet und die Menschen waren erfüllt. Không phải bởi lời của con người, nhưng mà quyền phép của Đức Chúa Trời. Nicht durch Worte der Menschen, sondern durch die Macht Gottes. Những lời giảng của các tôi tớ Chúa, một lần mấy ngàn người tin Chúa, mấy ngàn người đầu phục và bắt tem nữa. Dass durch die ersten Predigten viele tausende Menschen Gott angenommen haben und sich taufen lassen haben. Nhiều dấu kỳ phép lạ đã được thực thi ra. Viele Wunder sind geschehen. Hội thánh Chúa được phấn hưng một cách rất là đặc biệt. Die Gemeinde Gottes erlebte eine besondere Erweckung. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi mà hội thánh của Chúa được phấn hưng, được lớn mạnh cũng như là được Chúa ban phước thì quyền lực tâm tối nó cũng tức tối. Aber was wir sehen dürfen ist, mit der größeren Erweckung kam auch mehr Dunkelheit hinein. Luôn tìm cách bắt bớ hội thánh của Chúa. So dass viele Möglichkeiten gesucht worden sind, um die Christen zu verfolgen. Bằng chứng là chúng ta thấy khi sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Giăng một ngày nọ lên đền thờ và họ đã cậy ơn Chúa chữa lành cho ngực người bại trước cửa đẹp. Und wir sehen das in der Geschichte von mit Petrus und Johannes, als sie für jemanden gebetet haben für Heilung. Và họ đã bị bắt bớ vì những cái công việc lành đó. Ihrer Tat verfolgt.
Và những lần khác thì họ bắt nhiều sứ đồ, họ giam cầm. Und auch in anderen Situationen wurden die Jünger verfolgt. Nhưng mà vì quyền phép của Chúa, họ phải thả những con người đó ra. Und wurden festgenommen, aber durch die Macht Gottes mussten sie freigelassen werden. Họ đã cầu nguyện đến Chúa rồi. Sie haben gebetet. Thì phòng họp rung động. Sodass der Raum, der Ort dort erbebte. Ai nấy đều được sao mà cho em đi dậy Đức Thánh Linh. Und die Menschen waren erfüllt vom Heiligen Geist. Rồi chúng ta thấy rằng một phó tế, một người hầu việc Chúa đó là ông Ê-tiên. Und auch einer dieser Diener Gottes, Apostel war Stephanus. Một người đi dậy Đức Thánh Linh và đức tin. Er war erfüllt voller Glaube. Một người chuyên làm những công việc lành. Jemand, der gute Werke getan hat. Thì cũng bị bắt bớ. Auch er wurde verfolgt. Và thậm chí ông còn bị ném đá và đã tử đạo. Wurde er auch noch gesteinigt. Chúng ta cảm ơn Chúa rằng trải qua nhiều phân đoạn ở trong công vụ sứ đồ, hội thánh của Chúa bị bắt bớ rất là dữ tợn. Wir lesen von vielen Kapiteln in der Apostelgeschichte, dass die Aposteln verfolgt worden sind. Nhưng mà hội thánh của Chúa có bị lụng bại không bạn chị em? Aber haben sie eine Niederlage erleiden müssen? Càng bị bắt bớ thì hội thánh Chúa càng phát triển. Aber was wir sehen dürfen ist, je mehr Verfolgung, desto mehr Entwicklung, desto mehr Erweckung. Bởi vì hội thánh của Chúa đã cầu nguyện và trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Weil sie gebetet haben und auf Gott vertraut haben. Chúng ta thì sao ông bạn chị em? Was cầu nguyện và trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Wir wollen beten und vertrauen auf Gott. Chúng ta luôn nhìn vào Chúa chứ không nhìn vào những sự thật xung quanh chúng ta. Wir wollen auf Gott schauen und nicht das, was um uns herum passiert. Ngày đó, hội thánh của Chúa đối diện với một những nan đề không phải dễ dàng chút nào. Die Menschen erlebten dort Situationen, die nicht einfach waren. Nhưng mà ý muốn của Chúa, hội thánh Chúa phải được phát triển và tính lành của Chúa sẽ được đồn ra. Aber der Wille Gottes ist, dass die Gemeinde Gottes wächst und dass das Evangelium verbreitet wird. Quyền phép của Chúa đã được lan rộng ra và nhiều dấu kỳ phép lạ đã được xảy ra. Die Macht Gottes wurde verbreitet und viele Wunder sind geschehen. Quyền lực tăm tối ở trong nhiều hình thức khác nhau như là Philat, nào Herod là các thầy tế lễ hoặc là cả ngay cả dân Giuđa không có thể triệt phá hội thánh của Chúa được. Und die Mächte der Dunkelheit, Herodes, Pilatus, sie hatten keine Macht gegenüber der Macht Gottes. Vì hội thánh của Chúa là chính Chúa Giêsu, Ngài làm đầu và Đức Thánh Linh là quyền phép và sức mạnh cho hội thánh của Ngài. Weil Jesus selbst das Haupt der Gemeinde ist und er schenkt seiner Gemeinde die Kraft. Chúng ta cảm ơn Chúa và hội thánh của Chúa ngày hôm nay đứng trên đây nhìn xuống chúng ta nhóm lại rất là đông. Und wir danken Gott für uns hier als Gemeinde, dass wir heute auch alle zahlreich hier sind. Tôi không thấy anh chị em chúng ta ở trong mạng online nhưng mà tôi tin rằng anh chị em chúng ta cũng đang thờ phượng Chúa chung cùng với hội thánh của Chúa. Ich weiß nicht, wer noch alles online dabei ist, aber ich glaube daran, dass da noch einige sind. Và tôi cũng tin chắc rằng trong đời sống của chúng ta cũng có những cái lo nghĩ, chúng ta có những cái điều mà chúng ta phải đối diện khác nhau. Im Leben haben wir vielleicht verschiedene Sorgen oder Situationen, die wir bewältigen müssen. Có thể có chị em chúng ta giờ này cũng đang ở trên giường bệnh, đang đối diện với căn bệnh của mình. Und vielleicht gibt es gerade unter uns Menschen, die im Krankenbett liegen und gewisse Situationen meistern müssen. Chúng ta đang đối diện với những sự mệt mỏi, khó khăn trong sức khỏe. Wir haben vielleicht körperliche Beschwerden. Chúng ta khó khăn về giấy tờ. Wir haben vielleicht Probleme mit den Papieren, die wir haben. Chúng ta khó khăn về những công ăn việc làm. Oder mit unserer Arbeitsstelle. Ta có những khó khăn về những mối quan hệ trong cuộc sống, trong gia đình. Oder in den Beziehungen, in der Familie haben wir Probleme. Có là nhiều cái điều khó khăn mà mỗi từng bà chị em chúng ta đang đối diện. Oder ganz viele verschiedene andere Probleme, die wir gerade in unserem Leben haben. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa nhắc nhở điều gì cũng bà chị em? Aber woran erinnert Gott uns heute? Cầu nguyện. Zu beten. Cầu nguyện. Zu beten. Và cầu nguyện. Und nochmal zu beten. Chúng ta nhìn lại câu chuyện mà chúng ta mới vừa đọc vừa qua. Und wir schauen nochmal die Geschichte, die wir vorhin gelesen haben. Câu số 1. Đương thời đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của dân. In Vers 1, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Một ông vua cực kỳ độc ác và xấu xa. Ein bösartiger König, wie hier lesen. Tại sao ông vua này lại có cái quyền như vậy? Warum hatte er so eine solche Macht? Tại sao Chúa cho phép? Warum hat Gott es zugelassen?
Điều đó chúng ta không biết. Das wissen wir nicht. Nhưng mà vua Herod này cũng có cái thời bị diệt đi và bị mất trên đất này. Aber was wir wissen ist, auch ist irgendwann vorübergegangen. Vua Herod này nó là cái quyền lực tăm tối. König Herodes hier steht für die dunkle Macht. Chống phá lại hội thánh của Chúa. Der die Gemeinde, die Werke der Gemeinde Gottes zerstören wollte. Và cái điều gian ác nữa đó là vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Und wir lesen davon, dass er etliche Menschen in der Gemeinde getötet hat, misshandelt hat. Tiếng Việt Nam dùng từ hà hiếp, nhưng mà tiếng Đức gọi từ là misshandeln, có nghĩa là đánh đập và giống như là làm khổ những nhiều người trong hội thánh của Chúa. Er hat den Menschen in der Gemeinde Gottes Leid zugefügt, er hat sie misshandelt. Có nghĩa là một ông vua cực kỳ xấu xa và gian ác. Ein sehr bösartiger König. Và cái đỉnh cao của cái điều mà tồi tệ này đó là vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của dân. Und dann lesen wir noch davon, dass er Jakobus mit dem Schwert getötet hat, den Bruder von Johannes. Ông cầm cái gươm, ông giết một người thánh của Chúa. Er hat ein Schwert gebraucht, um einen Heiligen, einen Apostel Jesu zu töten. Chúa đang ở đâu? Wo war Jesus? Tại sao là Chúa cho phép xảy ra như vậy? Warum hat Gott es zugelassen? Ông dân này là một người tôi tới của Chúa, một sứ đồ của Chúa. Und wir wissen davon, dass Jakobus ein Jünger Jesu war. Nhưng mà điều chúng ta cảm ơn Chúa vì công việc của Chúa là trọn lành. Aber was wir wissen dürfen, ist, wofür Gott danken dürfen, ist, dass seine Werke immer vollbracht werden. Và ông này đã thực hiện một điều thật là xấu xa. Aber der König hier tat etwas Böses. Nhưng mà điều chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy rằng thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Und im nächsten Vers lesen wir davon, und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Một công việc cực kỳ xấu xa và gian ác mà người Giuđa vừa ý. Und was wir lesen, es ist eine bösartige Tat gewesen, aber den Juden gefiel es. Thấy tội lỗi không, bà anh chị em? Sehen wir, wie voller Sünde es war. Một người thánh của Chúa bị giết một cách tàn bạo vậy mà người Giuđa đã vừa ý. Ein Heiliger, ein Apostel wurde durch ein Schwert getötet, aber den Juden gefiel es. Một tôi tớ lớn của Chúa đã bị giết mà người Giuđa lại hài lòng. Ein großer Diener Gottes wurde umgebracht, aber den Juden gefiel, was sie sahen. Một bài học gì cho chúng ta ngày hôm nay, ông bà anh chị em? Was lernen wir daraus für uns heute? Ở trên cuộc đời này, chúng ta có hội thánh Chúa tại nơi đây và chúng ta cũng có nhiều hội thánh khác nhau. In unserem Leben, in unserer Welt hier wissen wir, es gibt diese Gemeinde, es gibt aber noch viele andere Gemeinden. Có những tôi tớ Chúa, đôi khi chúng ta quen biết, chúng ta rất là yêu mến và chúng ta thích các tôi tớ đó. Und dann gibt es vielleicht Diener Gottes, die wir kennen, die wir mögen. Nhưng mà có nhiều khi, tôi không biết tại sao, nhưng có khi không biết có hay không, nhưng mà có những tôi tớ Chúa khi chúng ta không thích lắm. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es aber auch Situationen, wo wir Menschen haben, Diener Gottes haben, die wir nicht so mögen. Nhưng mà khi nào chúng ta nghe tin có những người tôi tớ của Chúa, hầu việc Chúa mà bị sa sút, aber jetzt mất ơn, stellen wir uns mal vor, wir hören phạm tội, davon, dass jemand nicht mehr, dass verloren ist, dass sündigt. Thái độ chúng ta như thế nào, bà anh em? Wie fühlen wir uns damit? Có bao giờ chúng ta hài lòng vì những công việc mà nó làm cho hội thánh của Chúa bị tổn hại không? Erfreuen wir uns darüber, dass einer Gemeinde etwas zu Schaden gekommen ist aufgrund des Dieners? Giống như người Giuđa này thấy một người thánh của Chúa bị giết một cách tàn bạo như vậy mà hài lòng. So wie die Juden hier in dieser Geschichte, das ist den Gefühl, was sie gesehen haben, als der Diener Gottes getötet wurde. Không bao giờ, phải không, bạn, chị em? Sollte es nicht sein. Không bao giờ. Sollte es niemals sein. Chúng ta phải cầu nguyện, cầu thay cho các hội thánh của Chúa, các tôi tớ của Chúa. Sondern wir wollen für alle Gemeinden beten, für alle Diener beten. Không bao giờ thấy công việc của Chúa ở đâu đó, mặc dù chúng ta không quen biết, nhưng mà nghe nói sự tổn hại mà chúng ta dẫn dưng, hoặc là chúng ta cảm thấy một điều gì đó, chúng ta thấy cũng hài lòng, thì điều đó không nên chút nào. Lass uns nicht gefallen dran finden, wenn wir von anderen Gemeinden vielleicht hören, dass da etwas passiert ist, dass etwas Schlechtes passiert ist. Công việc Chúa nó liên quan đến chúng ta. Sondern die Werke Gottes, sie betreffen auch uns. Chúng ta không thể giống như những người Giuđa này là những người mà hài lòng về những công việc như vậy. Wir können nicht so wie die Juden in dieser Geschichte sein und Gefallen daran finden. Chúng ta sẽ khóc cho những công việc đó.
sondern wir wollen weinen für die Werke Gottes. Chúng ta sẽ kêu cầu Chúa về những công việc đó. Wir wollen zu Gott rufen für diese Werke. Cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa là những người hầu việc Chúa. Wir wollen für die Diener Gottes beten. Chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa khắp nơi. Wir wollen für die Werke Gottes beten an allen Orten. Mặc dù cái phạm vi hoạt động của chúng ta có thể không rộng lớn, nhưng mà chúng ta biết được rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đi khắp nơi. Vielleicht ist unser eigener Einfluss nicht so groß, aber wir wissen, dass Gebete Großes bewirken können. Chúa biết cái lòng của chúng ta. Gott kennt unser Herz. Chúa sẽ thương xót đời sống chúng ta và Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Und er wird sich uns barmherzig zeigen und er wird unser Gebet erhören. Chúng ta tưởng tượng coi, khi người Giuđa hài lòng về Herod dùng gươm giết ông Gia-cơ. Lass uns das Bild mal vorstellen, wie die Juden Gefallen dran gefunden haben, als Herodes Jakobus mit dem Schwert getötet hat. Câu số 3, thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Und als er das sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Có nghĩa là ông Herod này, ông rất là khôn, ông dùng gươm, ông giết Gia-cơ, coi thử cái thái độ người Giuđa như thế nào. Und wir sehen hier, Herodes war auch sehr schlau. Er hat erst Jakobus genommen und ihn umgebracht, um zu schauen, wie die Menschen darauf reagierten. Chúng ta tưởng tượng là nếu người Giuđa phản đối kịch liệt và nổi loạn lên vì cái hành động giả mang tàn bạo đó thì chắc chắn Herod không ra lệnh bắt ông Phi-rơ đâu. Lass es uns mal vorstellen, wenn die Reaktion der Juden eine andere gewesen wäre, dann hätte Herodes wahrscheinlich nicht weitergemacht. Ông này ông thấy người Giuđa hài lòng nên ông làm tới. Aber er hat gesehen, dass es den Juden gefiel und deswegen hat er weitergemacht. Con cái của Chúa, khi chúng ta thấy những công việc không công bình, công việc độc ác, công việc xấu xa nào, không bao giờ chúng ta vừa ý ông bạn cho em nhé. Kinder Gottes, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, lass uns niemals Gefallen daran haben. Bằng không ma quỷ quyền lực tâm tối, Herod nó sẽ làm tới. Ansonsten wird die dunkle Macht unser Leben einnehmen. Chúng ta sẽ đứng trong lẽ công bình mà Đức Chúa Trời muốn cho con cái của Ngài, Chúa sẽ binh vực hội thánh của Chúa. Aber wir wollen in der Gerechtigkeit Gottes leben und Gott ist derjenige, der uns verteidigen wird. Amen, bà anh chị em. Sagen wir Amen dazu. Chúa sẽ binh vực hội thánh của Ngài. Er wird seine Gemeinde helfen. Chúa sẽ binh vực những người đứng theo lẽ thật lời của Chúa. Gott kämpft für die Menschen, die in der Wahrheit leben. Cho nên bà anh chị em chúng ta thường hay cầu nguyện cho những người đứng ra rao giảng lời Chúa được giống như tự do để rao giảng lẽ thật lời Chúa, phải không bạn chị em? Und so wisst ihr, wir beten auch viel für den Sprecher, für den Diener Gottes, damit er in Freiheit das Wort Gottes aussprechen kann. Thái độ thờ phượng của chúng ta, tâm tình của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với người rao giảng lời của Chúa. Und wie wir als Gemeinde sind, hat auch großen Einfluss auf den, der das Wort Gottes ausspricht. Là chúng ta cảm ơn Chúa. Bài học ngày xưa, câu chuyện ngày xưa cho chúng ta thấy ngày hôm nay. Und die Geschichten und die Lehren von früher sind auch heute für uns eine Lehre. Ông Herod này, ông thấy điều đó vừa ý người Giuđa cho nên ông sai bắt ông Phi-rơ luôn. Herod sah, dass es den Juden gefiel und hat damit weitergemacht, indem er Petrus gefangen genommen hat. Và ông Herod này cũng biết rằng mấy lần trước đó là thiên sứ của Chúa đã vào ngục đã giải cứu cái sứ đồ ra rồi. Und er wusste auch, dass es in vielen anderen Situationen schon so war, dass die Engel gekommen sind, um die Aposteln zu retten, zu befreien. Lần này ông cố tình cho bằng mọi cách phải giữ chắc ông Phi-rơ ở trong ngục tối để chờ xong ngày lễ vượt qua là đem ra xử. Aber hier hat er noch sichergestellt, dass Petrus festgenommen wird und dass er nicht mehr sich befreien kann. Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông có 4 cái đội mà để giữ ông Phi-rơ, tổng cộng là 16 tên lính. Und wir lesen hier davon, dass es 4 verschiedene Abteilungen gab von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, also insgesamt 16. Một canh giữ hết sức là nghiêm nhặt, đã ở trong khám rồi còn cầm tay, rồi hai tên lính hai bên, rồi một cái cửa sắt rồi mở ra ngoài nữa, cứ như là không thể ra được. Und wir lesen davon, dass es Herodes sich absichern ließ durch diese ganzen Bewachungen, durch die Ketten, durch die an der er gebunden war und dass es sichergestellt wurde, dass er nicht raus kann. Ông này ông phải chắc chắn rằng phải giữ chắc ông Phi-rơ để chờ xét xử. Und er musste sicherstellen, dass nichts und niemand Petrus befreien kann. Trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta
có cái linh thánh ông Herod này mà chúng ta cầm chắc, giữ trói buộc hoặc là cầm buộc anh em mình nha anh chị em. Lass uns niemals in unserem Leben diese Dunkelheit in uns tragen, diese schlechte in uns tragen, dass wir jemanden festhalten wollen. Bởi vì điều đó cũng không làm được, bởi vì nếu ý muốn của Chúa không cho phép. Wenn es nicht Gottes Wille ist, dann können wir es nicht tun. Câu số 5, vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Mình thấy rằng thời Chúa Giêsu mà ngài còn tại thế, ngài đi rao giảng tin lành đó, thì ba người mà Chúa thường cho đi chung với ngài trong những nơi mà rất là quan trọng đó là ai ông bà anh chị em? Wenn wir in der Bibel lesen, als Jesus noch auf dieser Erde war und umherzog, welche drei Jünger waren es, die er immer mit sich genommen hat? Ông Phi-e-rơ nè, phải không? Die ihn am nächsten waren. Es war einmal Petrus. Ông Giăng với ông Gia-cơ. Es war Johannes und Jakobus. Nhưng mà bây giờ mình thấy một người thì bị ông vua Herod giết chết rồi. Und jetzt wissen wir, einer davon wurde hier umgebracht. Rồi Phi-e-rơ thì bị bắt trong ngục tối mà. Nếu không sự giải cứu của Chúa chắc cũng không qua khỏi. Und auch Petrus wurde jetzt hier gefangen genommen. Wenn Gott ihn nicht befreien würde, dann würde er es wahrscheinlich auch nicht überleben. Quyền lực tâm tối nó rất là khôn, nó đánh ở những cái chỗ mà làm tổn hại lớn cho hội thánh của Chúa. Und die dunkle Macht, sie arbeitet sehr intelligent, sie versucht dort Schaden zuzufügen, wo es am meisten wehtut. Để cho công việc Chúa bị gặp khó khăn. Damit die Werke Gottes Schwierigkeiten erleben. Nhưng một điều chúng ta học ở đây á, mặc dù công việc cực kỳ khó khăn như vậy, nhưng mà hội thánh của Chúa làm sao? Aber was wir hier besonders lesen ist auch egal wie schwierig die Situation war, was hat die Gemeinde Gottes getan? Hội thánh của Chúa không bạo động. Sie war nicht erschüttert davon. Hội thánh của Chúa không biểu tình chống đối. Sie hat sich nicht irgendwie versucht zu widersetzen. Không tìm cách giải cứu tù. Sie hat nicht versucht, den Gefangenen selber rauszuholen. Bằng cái cách bạo lực của con người. Mit eigener Kraft. Nhưng mà Thánh Chúa làm sao ông bà anh chị em? Aber was hat die Gemeinde gemacht? Thánh Chúa đã cầu nguyện. Die Gemeinde hat gebetet. Chắc chắn rằng mọi người cầu nguyện cũng không biết rằng công việc sẽ như thế nào. Und vielleicht haben sie viel gebetet und sie wussten selber nicht, was genau damit passieren wird. Sự giải cứu của Chúa ra sao? Wie wird die Errettung Gottes aussehen? Nhưng mà họ có một cái hướng đi rất là rõ ràng, và đó là cầu nguyện. Aber sie hatten eine klare Richtung und das war das Gebet. Ngày hôm nay chúng ta có từng nghe, chúng ta từng biết rằng có bao giờ mà hội thánh của Đức Chúa Trời mà kêu gọi xuống đường biểu tình để chống đối gì đó không bà anh chị em? Und vielleicht habt ihr das gehört, gibt es Gemeinden, die vielleicht einen Aufruf dazu machen, sich menschlich zu widersetzen mit Wahlen oder ähnliches? Theo tôi nghĩ rằng đó là không phải cái cách của Chúa. Um jemanden abzuwählen, und ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott handelt. Cái cách của Chúa không bao giờ kêu gọi chống đối và bạo động, nhưng mà cách của Chúa muốn con người bước vào trong sâu cầu nguyện. Und ich glaube daran, dass Gott niemals dazu aufruft, dass wir uns gegen anderen Diener Gottes widersetzen, sondern dass er uns aufruft zum Gebet. Và Chúa sẽ hành động. Und dann wird Gott handeln. Chúng ta có tin điều đó không bạn chứ? Glauben wir daran? Cầu nguyện và Chúa sẽ hành động. Im Gebet wird Gott handeln. Chúng ta đang bị khó khăn chăng? Wir haben eine Schwierigkeit. Dường như là bị cột trói, bị bao dây, bị giam cầm chăng? Vielleicht sind wir gefesselt, gefangen genommen. Không dùng cách của con người. Aber wir gebrauchen nicht die Art und Weise der Menschen. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện. Sondern wir beten. Và Chúa sẽ hành động. Und Gott wird handeln. Bởi vì những câu chuyện đó là cho chúng ta ngày hôm nay bài học đức tin, phải không bạn chị em? Denn diese Geschichte von früher lehrt uns im Glauben. Không biết rằng hội thánh của Chúa ngày đó hát đã cầu nguyện bao lâu. Wir wissen nicht genau wie viel, wie lange sie gebetet haben. Suốt thời gian đó hay là có những lúc cũng nghỉ ngơi như thế nào chúng ta không biết. Ob sie durchgängig gebetet haben oder ob sie auch mal Pause gemacht haben, das wissen wir hier nicht. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là hội thánh của Chúa cầu nguyện cho người luôn. Aber hier steht davon geschrieben, dass sie unablässig gebetet haben. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta đối diện cái điều gì đó, chúng ta không bao giờ quên sự cầu nguyện, không bạn chị em? Und deswegen egal welche Situation wir uns heute stellen müssen, wir wollen nicht aufhören zu beten. Chúng ta trước hết chúng ta tìm kiếm Chúa bằng sự cầu nguyện, bằng sự quỳ gối, hạ mình, hạ lòng xuống, chúng ta đến với Chúa. Als erstes wollen wir Gott suchen, wir wollen uns klein machen, wir wollen uns knien vor ihm und ihn zu ihm beten. Đầu tiên là chúng ta tránh đi cái cách của con người, là chúng ta tìm cách đối nại, cái cách đối phó và chúng ta tìm cách giải quyết. Wir wollen nicht nach der Art und Weise der Menschen handeln und aus eigener Kraft versuchen zu handeln. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những dấu kỳ phép lạ đã xảy ra.
Und wir danken Gott dafür, dass Wunder geschehen sind. Quả đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Thần linh, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng: Hãy mau chờ dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Sáng ra đó là Herod sẽ đưa ông Phi-e-rơ ra để xử và chắc chắn là sẽ làm công việc xấu xa nữa rồi. Und Herodes wollte ihn am Morgen vorführen und weitere schlechte Tat tun. Nhưng mà trong đêm đó rạng sáng thì sự giải cứu đã đến. Aber bereits in der Nacht kam die Errettung. Đang ở trong ngục tối. In der Nacht. Ông Phi-e-rơ đang bị xiềng và giữa hai tên lính. Als Petrus noch gefangen war und bewacht wurde. Ánh sáng của Chúa đến. Kam das Licht Gottes. Lạ con cái là ánh sáng của Chúa đến mà không ai thấy được hết rồi. Und was verwunderlich ist, ist das Licht erglänzte, aber niemand es sah. Có nghĩa là một ánh sáng từ trời không phải anh chị em? Ein Licht des Himmels. Ánh sáng soi nơi trong tối tăm đó, trong ngục tối đó. Licht, der in diese Dunkelheit kam. Ông Phi-e-rơ cũng không biết mà các lính gác, lính canh cũng không biết. Und selbst Petrus und auch die Wächter wussten es nicht. Thiên sứ đến, thiên sứ đã làm điều gì bà anh em? Was tat der Engel, als er gekommen ist? Thiên sứ bày tỏ ánh sáng của Chúa ra. Er glänzte, er zeigte, er offenbarte das Licht Gottes. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ. Und schlug Petrus an die Seite, an die Rippe. Đánh thức người. Und weckte ihn damit auf. Hãy mau chờ dậy. Steh schnell auf. Ngày hôm nay, chúng ta, có bao giờ chúng ta thấy được ánh sáng lớn của Chúa khi chúng ta gặp khó khăn chưa? Haben wir schon mal in schwierigen Situationen das Licht Gottes gesehen? Ngoài trừ chúng ta biết rằng ánh sáng của Chúa Jesus đến để cứu cả nhân loại, đó là cái ánh sáng lớn mà đã bày tỏ cho nhân loại biết từ ngày xưa đến ngày hôm nay. Außer dem Licht, dass wir wissen, dass er als Licht auf diese Welt gekommen ist, um die Errettung für die Menschheit zu bringen. Chúng ta cứ cầu nguyện bạn chị em. Wir wollen weiter beten. Đến lúc nào đó chúng ta thấy Thánh Linh của Chúa bày tỏ ánh sáng lớn trong cái tâm trí trong đầu của chúng ta. Und wir werden dann irgendwann die Macht Gottes sehen, die sich offenbart und das Licht Gottes. Tôi có một cái kinh nghiệm rằng đôi khi có những cái vấn đề đó chúng ta phải đối diện. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich schwierige Situationen bewältigen muss, und dann bete ich meistens zu Gott: Gott, bitte offenbare du dich mir, damit ich das Licht Gottes, die Macht Gottes sehen kann. Làm hay không làm, đi hay không đi. Ob man es tut oder nicht, ob man geht oder nicht. Chúng ta đang ở cái sự do dự nhưng mà chúng ta có tin rằng sự cầu nguyện thì ánh sáng của Chúa bày tỏ không bạn chị em? Vielleicht wissen wir noch nicht, wie wir uns entscheiden müssen, aber glauben wir daran, dass Gott sein Licht erstrahlen lassen wird. Và khi Chúa bày tỏ rồi, chúng ta tiến bước, chúng ta làm rất là dạn dĩ, mặc dù đôi khi không được sự ủng hộ nhiều của mọi người. Und mit der Macht Gottes wissen wir, dass wir mutig aufstehen können, gehen dürfen und auch wenn vielleicht uns die Unterstützung der Menschen fehlt. Đó là ánh sáng của Chúa đã bày tỏ trong ngục tối cho ông Phi-e-rơ. Und das ist das Licht, was sich Petrus offenbarte. Và không những ánh sáng đến, nhưng mà thiên sứ của Chúa không phải là một cái thần linh nào cả, mà như là thể không trống không, nhưng mà đập vào sườn có nghĩa rằng thể xác thịt, phải không? Đập vào sườn ông Phi-e-rơ. Und was wir hier noch lesen ist, es war nicht nur das Licht, sondern der Engel weckte Petrus mit einem Schlag auf. Nói sao? Und was hat der Engel gesagt? Hãy mau chờ dậy. Steh schnell auf. Mà vừa nói xong, hãy mau chờ dậy thì xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Und als der Engel das gesprochen hat, steh schnell auf, fielen die Ketten von den Händen ab. Chúng ta thấy tương tự là ánh sáng của Chúa đến nè. Wir sehen hier das Licht Gottes erglänzt. Sự rơi đụng của thiên sứ thánh của Chúa vào trong cái thân thể của ông Phi-e-rơ. Der Engel Gottes rührte Petrus an. Xiềng bèn rớt ra. Und die Ketten fielen.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Đó là công việc của Đức Chúa Trời làm. Und wir danken Gott, denn das sind seine Werke. Nhưng mà ông Phi-e-rơ ông phải đồng công với Chúa. Aber Petrus muss mit Gott hier zusammenarbeiten. Thiên sứ nói rằng phải mau chờ dậy. Und der Engel sagte zu ihm: Steh schnell auf. Ông có chờ dậy không, bà anh em? Ist er aufgestanden? Ông chờ dậy. Er ist aufgestanden. Chứ ông không nói rằng thôi Chúa cứ ẩm con ra ngoài khỏi ngục tối mà tự con bay ra đây. Nhưng mà ông đã chờ dậy phải không? Er hat nicht zu Gott gesagt: Gott, trag mich doch einfach hier raus und lass uns hier wegfliegen, sondern er ist aufgestanden. Có bao giờ chúng ta đã cầu nguyện rằng thôi Chúa ẩm con ra luôn, khỏi cần con chờ dậy gì cả, mà thôi trong thân thể con đang mang xiềng, đang ngủ, Chúa cho ra ngoài đi. Haben wir schon mal solche Gebete gesprochen? Gott, ich bin doch hier gerade angekettet, festgenommen worden. Bitte trag mich, du mich doch einfach hier raus. Chúa muốn chúng ta đồng công với Chúa hơn, bạn chị em. Aber Gott möchte, dass wir zusammen mit ihm arbeiten. Công việc của Chúa làm là ánh sáng nè, là Chúa rời đụng chúng ta nè, xiềng rớt ra nè, nhưng mà Chúa muốn con cái của Chúa phải chờ dậy. Was wir hier sehen ist, Gott, er glänzt mit seinem Licht, er weckt uns auf mit einem Schlag, aber Gott möchte, die Ketten sind gefallen, aber was er möchte ist auch, dass wir aufstehen. Sáng dậy Chúa đánh thức chúng ta, dậy đi thờ phượng Chúa, thì chúng ta thấy rằng mền nó cũng rời khỏi thân thể chúng ta và chúng ta mặc đó, nhưng mà thôi Chúa ơi, Chúa dùng quyền phép đưa con đến hội thánh bay trong cơn gió lốc nào đó. Không! Chúng ta phải chờ dậy. Morgens weckt Gott uns vielleicht auf und sagt, wir sollen zum Gottesdienst gehen. Und uns fällt es schwer, vielleicht aufzustehen. Und wir sagen, Gott, trag du mich doch einfach zum Gottesdienst. Aber nein, wir müssen aufstehen, um hinzugehen. Chúng ta muốn rời khỏi những cái điều mà nó đang ràng buộc chúng ta, làm khổ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải chờ dậy, không bạn chị em? Und alles, was uns vielleicht heute noch festhält, was uns noch gefangen nimmt, dass wir selbst aufstehen. Amen. Sagen wir Amen. Chứ không phải là Chúa làm hết, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đồng công với Ngài. Und es bedeutet nicht, dass Gott alles macht, sondern Gott möchte, dass wir mit ihm arbeiten. Những cái thói quen xấu nó đang cột trói chúng ta. Chúa ơi, Chúa làm cho nó rớt xuống rồi, nhưng mà chúng ta phải chờ dậy. All das Schlechte nimmt er schon von uns, hat die Ketten schon gesprengt, schon fallen, dass die Ketten schon gefallen sind, aber wir müssen aufstehen. Rõ ràng có những công việc Chúa làm và những công việc con cái của Chúa phải làm. Und es gibt Aufgaben, die Gott tut, aber auch wir haben eine Aufgabe. Amen. Sagen wir Amen. Chờ dậy xong rồi sao nữa? Aufstehen und was noch? Chú nói phải đứt lưng vào. Und hier schreibt er noch weiter, umgürte dich. Có nghĩa rằng trước khi đi hoặc là chuyển động thì nó phải nai nịt gọn gàng, cũng phải có một cái tư thế sẵn sàng, phải không? Das heißt, wenn du aufstehst und dann musst du dich umgürten, dann musst du dich vorbereiten. Đi thờ phượng Chúa thì chúng ta cũng phải tư thế gọn gàng. Nịt lưng vào, ăn mặc cho nó chỉnh chu đàng hoàng, phải không? Und auch wenn wir zum Gottesdienst gehen, müssen wir uns vernünftig bekleiden. Chứ mình không thể nào nói rằng Chúa biết lòng con mà. Und wir können nicht einfach sagen, Gott, du kennst mein Herz. Sao cũng được, Chúa ơi. Und es ist egal, lòng wie con quan trọng hơn. Không, das Herz ist lòng quan trọng, nhưng mà bên ngoài cũng quan trọng. Das Herz ist sehr wichtig, aber auch, wie wir uns auch nach außen hin zeigen, ist auch wichtig. Nịt lưng vào. Umgürte dich. Tại lúc đó ông đang ngủ, có thể cái lưng, cái cột dây nó đang thoải mái để cho nó rộng rãi, nhưng mà khi mà thức dậy để làm công việc của Chúa, bước ra đó là phải nịt lưng vào. Denn er schlief zuvor und weswegen er wahrscheinlich nicht ganz umgürtet war und deswegen sollte er aufstehen, sich umgürten, sich vorbereiten. Bước đi hội thánh của Chúa, chúng ta phải có thái độ sẵn sàng, vui vẻ bước vào sự thờ phượng, không bạn chứ? In das Haus Gottes müssen wir vorbereitend hineintreten, mit Freude kommen. Chứ không thôi mình đứng đây cái mình đứng mình quanh tay nó để coi băng hát này hát sao ra tôi coi hay ho có bị trật nhịp gì không cái đã. Und es bedeutet nicht, dass sie herkommen und einfach nur Zuschauer sind, wie das Lobpreisteam vielleicht Lobpreis macht. Hay là chúng ta coi cái ông này hôm nay ông chia sẻ coi ông trật lời Chúa chỗ nào để tôi bắt bẻ phải không? Oder ich sitze hier nur da, höre wie der Prediger predigt und ich möchte einfach nur hören, was er vielleicht an Falsches erzählt. Hay là chúng ta tìm cái lỗi nào đó. Oder wir suchen irgendwo andere Fehler. Không, chúng ta nịt lưng vào, chúng ta sẵn sàng trong sự thờ phượng, phải không? Aber nein, wir wollen uns umgürten, wir wollen vorbereitend in den Gottesdienst treten. Một người chiến sĩ cho ra trận, chưa nói chiến sĩ, một người đi bước ra khỏi nhà để đi làm thôi, cũng phải có thái độ cho nó đàng hoàng, phải không? Ăn mặc dài dép rồi cho nó chỉnh chu. Der das Haus verlässt, um einfach nur zur Arbeit zu kommen, muss auch vernünftig sich vorbereiten, gekleidet sein, um das Haus zu verlassen. Chiến sĩ của Chúa nói ông rằng hãy chờ dậy, nịt lưng vào, thậm chí ông Chúa cũng nói là mang dép vào, tiếng Đức gọi là mang giày vào. Und hier lesen wir davon, dass der Engel zu ihm gesprochen hat, umgürte dich, und dann lesen wir noch weiter und zieh deine Schuhe an. Mang giày vào. Zieh deine Schuhe an.
Có nghĩa là không phải là một cái chuyện mà mình làm theo cái ý của mình, nhưng mà có những cái điều mình phải làm để Chúa mới làm trọn cái chương trình của Ngài. Das bedeutet nicht, dass wir nach unserem eigenen Willen tun, sondern Gott möchte, dass wir auch gewisse Dinge tun, damit er seinen Willen vollbringen kann. Chắc ông ngủ lúc đó, ông đã cởi giày ra thì Chúa nói, phải mang giày vào. Und Petrus schlief zuvor, hat wahrscheinlich dann deswegen vorher seine Schuhe ausgezogen und Gott sagt zu ihm, zieh deine Schuhe an. Chúa lại phán rằng, hãy mặc áo ngoài, là theo ta. Und dann lesen wir noch weiter, wirf deinen Mantel um und folge mir. Những công việc Chúa làm, nhưng mà những công việc Chúa muốn ông Phêrô đồng làm. Es gibt Dinge, die Gott getan hat, aber auch Dinge, wo Gott wollte, dass Petrus es tut. Theo thiên sứ của Chúa dẫn ra. Folge mir, folge dem Engel. Ngày hôm nay, chúng ta có bước theo Chúa Giêsu không bà chị em? Folgen wir heute schon unseren Gott? Hay là chúng ta muốn Chúa đưa ẩm chúng ta đi giống như baby Y? Oder möchten wir, dass Gott uns ständig in seinen Armen trägt wie ein Kleinkind? Chúa muốn chúng ta, hội thánh của Chúa ngày đó đã cầu nguyện. Gott möchte, dass wir eine betende Gemeinde sind. Hội thánh của Chúa không làm những công việc giống như thông thường của con người là đối diện và cũng tranh chuyến hoặc là dùng cái cách cướp tù binh hoặc là phá tù để giải cứu tù. Dass wir nicht nach Art und Weise der Menschen handeln und uns versuchen mit eigener Kraft selbst zu verteidigen und uns zu widersetzen gegenüber anderen. Hội thánh của Chúa đã cầu nguyện và quyền phép Chúa đã được thực hiện ra. Sondern was wir wollen ist beten und dass die Macht Gottes sich offenbart. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta đối diện với nhiều cái khó khăn. Heute müssen wir uns vielen schwierigen Situationen stellen. Mặc dù chúng ta sống trong một cái xã hội có nhiều cái công việc, nhiều cái điều chúng ta phải làm, nhưng mà lời Chúa nhắc nhở con cái của Chúa rằng đó là sự cầu nguyện. Und vielleicht gibt es viele Dinge in unserer heutigen Gesellschaft, die wir dennoch tun müssen, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist zu beten. Tìm cầu ý muốn của Chúa. Nach Gottes Willen suchen. Nói, kết nối với quyền phép của Chúa. Dass wir Gebrauch machen von der Macht Gottes. Nhận được cái ý chỉ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Zu empfangen das, was Gott uns sagen möchte. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tấm gương của hội thánh đầu tiên ngày nào. Wir danken Gott für die Vorbilder der ersten Gemeinde. Họ đã trông cậy Chúa. Sie vertrauten Gott. Họ đã cầu nguyện. Sie beteten. Cho nên chúng ta ước ao rằng với những buổi cầu nguyện trong hội thánh của Chúa, chúng ta bước vào thật là đông đủ. Deswegen wünschen wir uns, dass wir auch zu den Gebetszeiten, die wir haben, dass mehrere Menschen kommen. Ở nhà riêng chúng ta cũng có những sự cầu nguyện riêng tư với Chúa. Dass wir auch zu Hause Zeiten haben, wo wir persönlich zu Gott beten, allein zu Gott beten. Một đời sống cầu nguyện ngay cả lúc chúng ta đi làm. Ein Gebetsleben selbst, wenn wir gerade auf der Arbeit sind. Những lúc nào chúng ta cảm thấy chúng ta có một cái có giờ có những cái thời gian chúng ta để dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa. Dass sie uns bewusst Zeiten nehmen für das Gebet. Sự cầu nguyện nó không phải bởi một cái hình thức mà nó có cái khuôn mẫu theo cái tôn giáo. Gebet nicht nach einem bestimmten Muster, nicht nur äußerlich. Ngày xưa các môn đồ họ thấy những người Pharisee, người thông giáo cầu nguyện thì Chúa biết được ý những cái điều đó cho nên Chúa hay quở nặng. Und wir lesen in der Bibel viel von den Pharisäern und den Schriftgelehrten und wie sie damit umgegangen sind. Und Gott, Jesus wusste das. Các môn đồ họ thấy làm lạ, tại thấy những người sau thiêng liêng quá, họ cầu nguyện, họ đứng trong ngã tư đường, họ làm những điều này điều kia. Nhưng mà Chúa nói đó là những cầu nguyện, nguyện giá hình. Aber Jesus, als die Jünger das gesehen haben, haben sie gedacht, was sind das denn für heilige Menschen, die jetzt an den bestimmten Orten beten. Aber Jesus war da ganz direkt und hart und hat gesagt, das sind Heuchler. Und deswegen haben die Jünger zu Jesus gesagt, bitte lehre du uns doch zu beten. Thường kết thúc những buổi nhóm chúng ta cứ luôn cầu nguyện không bạn nhé. Und in der Situation lehrte Jesus dann seinen Jüngern das Vater unser, was wir zum Ende hin beten. Sự thật tha, sự cái lòng của chúng ta trải ra với Chúa. Ein ehrliches Gebet zu sprechen, wo wir unser Herz öffnen für ihn. Và chúng ta phải biết một điều rằng á, trong cơ thể con người chúng ta còn sống trên đất này, sự cầu nguyện không phải là một điều mà
Giống như tiếng Việt Nam là bản năng của con người, là Selbstverständlichkeit. Und ein Gebet zu sprechen, das ist nicht, es soll keine Selbstverständlichkeit sein. Không phải là bản năng của con người, nhưng mà đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Es ist keine Selbstverständlichkeit durch den Menschen, sondern ein Geschenk Gottes für uns heute. Bản năng con người là sao ông bà anh chị em? Was ist die Selbstverständlichkeit des Menschen? Khi chúng ta đói thì sao? Bản năng của con người là khi chúng ta đói thì chúng ta làm, chúng ta muốn điều gì? Was ist selbstverständlich, wenn wir Hunger haben, was tun wir? Ăn. Dann essen wir. Khi chúng ta khát thì không ai dạy chúng ta, nhưng chúng ta làm sao? Wenn wir durstig sind, keiner lehrt uns das, aber was tun wir? Chúng ta uống. Wir trinken. Khi chúng ta mệt thì chúng ta là tìm cái gì, bà chị em? Wenn wir erschöpft oder müde sind, was tun wir? Ta ngủ. Wir schlafen. Đó là điều lẽ tự nhiên, phải không? Das không ist, cần cố gắng chúng ta cũng làm được. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die keine große Kraft erfordert, aber wir tun's. Nhưng mà sự cầu nguyện đó là một điều gì đó thiêng liêng mà Đức Chúa Trời cài đặt vào trong đời sống của con cái của Chúa. Aber Gebet ist etwas Heiliges, was Gott in unser Leben hineinlegt, was wir tun dürfen. Sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ein Geschenk Gottes. Không phải là tự nhiên, cho nên đôi khi á, không phải ai cũng muốn cầu nguyện đâu đó. Und keine Selbstverständlichkeit. Es bedeutet nicht, dass jeder einfach irgendwie beten kann. Ví dụ giờ ăn, đói bụng ăn hay là mời chúng ta ăn thì nó dễ. Es ist einfach, wenn wir hungrig sind zu essen oder wenn man uns einlädt zu essen, dass wir essen. Nhưng mà mời cầu nguyện ấy, thì nó rất là khó. Aber eine Einladung zum Gebet ist oftmals schwer. Bởi vì đó không là điều tự nhiên. Weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Nhưng mà đó là điều thiêng liêng, phải không bạn chị em? Sondern etwas Heiliges. Một điều mà nhận được quyền phép của Chúa. Etwas, wo wir die Macht Gottes empfangen. Đó là chúng ta phân biệt. Sự cầu nguyện là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài cai đặt vào đời sống con cái của Chúa khi người đó tin nhận Chúa và trở thành con cái của Ngài. Und deswegen unterscheiden wir, das Gebet ist eine Gabe Gottes für unser Leben, wo wir zu ihm sprechen können und seine Macht sich offenbart. Điều đó cần phải được nuôi dưỡng, tồn tại và phát triển theo thời gian. Das ist etwas, was genährt werden muss mit der Zeit, was wachsen muss. Và chúng ta cần chăm sóc nó. Und wir müssen uns drum kümmern. Amen, bà chị em. Sagen wir Amen. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa vì câu chuyện nó đã kết thúc rồi. Mình thấy rằng ông Phi-e-rơ, ông đã được quyền phép của Chúa giải cứu ra khỏi ngục tù tăm tối. Und die Geschichte endete so, dass Petrus befreit wurde von der dunklen Macht. Vì cớ hội thánh của Chúa đã cầu nguyện cho ông. Weil die Gemeinde Gottes für ihn betete. Ngày hôm nay, chúng ta biết rằng có những anh chị em chúng ta đang ở trên giường bệnh, ở những đối diện những căn bệnh. Heute wissen wir, dass einige Geschwister von uns vielleicht im Krankenbett liegen oder Heilung brauchen. Giống như là mình thấy rằng cái bệnh tật nó đang cột trói chị em chúng ta. Eine Krankheit, die vielleicht einen gefangen hält, festnimmt. Hội thánh làm sao không bạn chị em? Was tun wir als Gemeinde? Cầu nguyện cho chị em chúng ta luôn. Wir beten für unsere Geschwister. Ngày hôm nay có ai trong chúng ta còn bị có những bị cột trói vì sự cay đắng buồn giận mà nữa không? Wer von uns ist noch wie angekettet von Hass oder Bitterkeit? Cầu nguyện để Chúa giải cứu. Wir beten, dass Gott befreit. Có những điều mà nó đang cầm buộc chúng ta, những cái điều mà thật ra nó rất là khó mà chúng ta thoát ra được giống như ông Phi-e-rơ ngày nào? Gibt es vielleicht irgendeine Situation, wo wir wie festgenommen sind, angekettet sind und wie Petrus in der Situation? Nhưng mà sự cầu nguyện là quyền phép của Chúa. Aber das Gebet ist eine Macht Gottes. Die Macht, die erretten kann. Die uns von der Gefangenschaft befreien kann. Und wir haben den ganzen Kapitel nicht gelesen aufgrund der Länge, aber was wir sehen ist, die Menschen waren verwundert, als sie Petrus gesehen haben, die eine Magd, die wir von der Heavy lesen. Einerseits voller Freude, andererseits waren die sehr verwundert und fürchteten sich auch irgendwie ein bisschen darüber. Aber so ist das Gebet. Những điều quá sự cầu xin và suy tưởng của chúng ta. Wir werden etwas empfangen, was über unsere Vorstellungskraft geht. Tất cả những điều đó có đủ cái sự khích lệ của chúng ta cầu nguyện cho ông bà anh chị em. Ist all das schon eine Ermutigung für uns, noch mehr zu beten? Cầu nguyện nhé. Wir wollen beten.
Cầu nguyện không phải là một cái bản năng của con người, nhưng mà đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời cần được nuôi dưỡng, tồn tại và phát triển. Gebet ist nichts, keine Selbstverständlichkeit vom Menschen heraus, sondern eine Gabe Gottes, die er in uns hineingelegt hat. Und deswegen wundern wir uns nicht, dass wenn es zum Gebet kommt, wir vielleicht meistens müde sind. Waren wir schon mal am Essenstisch, haben Hunger und sind dann müde? Es kommt sehr wenig vor. Sondern am Essenstisch sind unsere Augen vielleicht noch umso größer, weil wir einfach Hunger haben und nur essen wollen. Und wenn wir uns müde, wenn wir müde sind, erschöpft sind, dann trinken wir. Như là ăn và uống và những cái nhu cầu hết sức cần thiết trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống và chúng ta mạnh mẽ, đúng không bạn em? Aber wir wollen dafür beten, dass Gebet in unserem Leben wie ein Grundbedürfnis ist, wie das Essen und Trinken für unser Leben. Ja, mọi phép lạ sẽ được xảy ra. Und Wunder werden passieren. Ja, kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên để chúng ta được ra mắt Chúa trong sự cầu nguyện. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir wollen zum Gebet kommen. Chúng ta sẽ cùng hiệp với ban hát, ban nhạc chúng ta công vinh Chúa. Wir wollen eins werden mit dem Lobpreisteam. Và với đức tin Chúa ban cho chúng ta qua bài học ngày hôm nay, und mit dem Glauben heute, chúng ta sẽ cầu nguyện. Wollen wir beten? Có những nan đề nào chúng ta đang đối diện và chém? Welches Problem stellen wir uns heute? Chúng ta muốn cầu nguyện cho người thân của chúng ta. Wir wollen für unsere Mitmenschen beten. Chúng ta muốn cầu nguyện cho bản thân của mình. Wir wollen für unser eigenes Leben beten. Chúng ta cầu nguyện cho sự phấn hưng của hội thánh của Chúa. Wir beten für die Erweckung der Gemeinde Gottes. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình mình rời khỏi những điều mà giống như là những linh vô tính đang còn trói và đang làm khó khăn gia đình của chúng ta. Wir beten für unsere Familien, dass der Unglaube weichen muss. Cho con cái, cho người thân của chúng ta đang bị cầm buộc giống như Herod đã cầm buộc tôi tới Chúa Phêrô ngày nào. Für unsere Mitmenschen, unsere Kinder, unsere Verwandten, dass sie befreit werden von den Ketten, wie einst Petrus befreit wurde. Xiềng xích sẽ rớt xuống. Ketten werden fallen. Cửa tù ngục sẽ mở ra. Gefängnistoren werden geöffnet werden. Und das Licht Gottes wird kommen. Amen. Amen. Hội thánh của Chúa sẽ được phấn hưng. Die Gemeinde Gottes wird Erweckung erleben. Chúng ta sẽ được phấn hưng. Unser Leben wird Erweckung erleben. Của chúng ta sẽ được phấn hưng. Unsere Familien werden Erweckung erleben. Mọi nan đề sẽ được giải quyết. Jedes Problem wird gelöst sein. Ja, kính mời hội thánh của Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lass uns gemeinsam, oder lass uns jetzt jeder persönlich zum Gebet.